Chào tất cả các bạn khán giả của chương trình Ai Cũng Bật Cười. Nhưng rất là vui khi được mời tới chương trình Ai Cũng Bật Cười và là thành viên của đội của chị Cát Phượng. Thật sự mà nói là Nhân là một người không có kinh nghiệm về diễn sân khấu, và khi được làm việc cùng với chị Cát Phượng cũng giống như anh La Thành thì mình cảm thấy là mình học hỏi hơn được rất là nhiều điều. Khi mà mọi người bàn bạc với nhau thì mình cảm thấy là môi trường diễn sân khấu rất là thú vị. Rồi, hiểu. Phu Nhân, hiểu rồi, phu quân. Bọn chúng yêu cầu gì? Đòi đập chết bà phu quân. Trời ơi. Lát nữa anh tới gặp ai người đó quay mặt ra. Sau khi lên xù xong, quay người kẻ ra gặp nhau là thử đi, thử đi. Hello, Duyên Cường xin kính chào tất cả quý vị. Hôm nay Duyên Cường tham gia cái chương trình Ai Cũng Bật Cười. Hoàng tử kìa. Hoàng tử. Lo lên. Hoàng tử. Anna đi. Hoàng tử. Elsa. Trời ơi, ba trong một đến cùng một lúc, biết chọn ai bây giờ? Chọn cả ba đi. Ok, fine. Hôm nay Cường tham gia cái gương cười màn đầu tiên là Cường mặc một cái áo mà bị mai dính lại. Nên Lâm Vinh Hải kêu Cường làm những cái động tác rất là khó. Tại cái áo nó phải dính lại gì mà làm gãy đầu. Tất cả với cái động tác rất là khó để cho mình thực hiện được. Làm xong rồi nó muốn xỉu luôn. Rất là thú vị. Xin mời thầy. Ở trong cả cánh tay nè. 6 1 2 3 4 5. Rồi. Sau khi mình khởi động này xong rồi mình được quay khai cánh tay. Ngược lại nè. Ngược. Giờ chúng ta hãy tìm hiểu về múa kép nào. Nghề của tụi em gọi là múa đôi chứ không ai múa kép hết. Kìa là hai người cũng hai người giống y như em vậy. Em đá cái chân em căng cơ á. Ép vào này em đè xuống. Không, anh tới đây thôi, anh không xuống đâu. Lâm Vinh Hải cùng với Ngọc Tiên xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Ai Cũng Bật Cười ạ. Bây giờ mình sạc hai chân đi Tiên. Anh hỗ trợ em cái nha. Rồi. Hồi nãy là em sạc một chân, bây giờ mình nâng cấp lên mình sạc hai chân, em sạc một chân trước đi. Sạc một chân dưới đi. Đây. Toạc. Toạc. Tiếp đi em ơi. Xuống sâu hơn tí đây nè, xuống người nè. Ai bảo xuống người nè, xuống người nè, xuống người nè. Coi chung lên. Rồi. Anh cũng muốn hỏi em tí là em có cảm giác như thế nào khi em tham gia? Em lần đầu tiên mà phải đi múa một cái bài mà nó gọi là lê lết như bờ bến như vậy. Nãy là lúc anh làm ấy, lần đầu tiên đang múa mà có người đánh đầu mình. Kiều mình nó kêu ê ê qua đây chơi. Đối với Hải thì mỗi người có một cái gọi là cách xử lý tình huống rất là khôn khéo và khác biệt. Nhưng mà nếu mà gọi là để mà Hải ấn tượng thì dĩ nhiên đó là cái phần mà của anh La Thành như cũng múa mỹ nhân. Tại vì đó một tiết mục múa đôi và nó có nhiều những cái thử thách làm cho mình không thể nào mà ngưng cười được. Xoay vòng nè. Với người ra ngoài nè. Vô nè. Nữ lăn qua, nam nhảy qua. Ngồi xuống. Ngồi chồm hổm xuống luôn. Quay. Với tay ra phía trước. Hồi nãy là Hải lướt vậy nè. Đó. Rồi sau đó nữ lăn qua đó. Nhảy qua coi chừng ơi. Lâm Vinh Hải cũng như Ngọc Tiên kính mong quý vị khán giả hãy xem chương trình Ai Cũng Bật Cười được chiếu vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV2. Bye bye.